Ok, thì như đã hứa với mọi người thì chúng ta sẽ bắt đầu farm đĩa luôn đi ha. Ta sẽ cùng farm disk, disk drive luôn. Ok, thì cơ bản là mình sẽ nghĩ là mình sẽ để một nửa cho set set này để mà mình farm cho Soldier 11 của mình lên, chiến binh 11 của mình lên lên cấp. Tại vì cơ bản là mọi người có thể thấy là trong một ngày luôn. Đây thì đồ của chị Ellen của mình là hầu hết là đồ vàng rồi, chỉ có mỗi cái này là mà cái này nó cái dòng này nó hơi khó thay ha. Cái này nó cũng tỷ lệ bảo kích rồi nè, hai cái này nó cũng không tệ cho lắm, cho nên là mình nghĩ là khó thay lắm, cho nên là mình sẽ không farm cho chị Ellen lúc đầu đâu. Mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu farm cho Soldier 11 trước, sau rồi farm một bộ 5 sao, bộ 5 sao cho mấy đứa support này nè, chủ yếu mấy đứa support này đang cần một cái bộ nạp. Ok, tại vì bộ Jax lắc lư là cơ bản là nó có thể dùng làm bộ 2 cho mấy đứa khống chế luôn, thay cho cái này là dùng bộ 4 mà disco chấn động này. Nhưng mà bộ 2 thì chúng ta sẽ có thể dùng cái hiệu quả nạp để lấy thêm cái nạp cho mấy đứa này luôn, cho nên là nó mình sẽ farm hai cái set đó là chính ha. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Đó, thực ra hai đồ vàng nó cũng không tệ cho lắm hả mọi người. Cái set này thì mình không biết là chơi cho ai nè, tỷ lệ xuyên giáp này, nhưng mà nó có cái xuyên giáp luôn, cho nên chắc mình sẽ giữ tạm đi ha. Ok. Ê. Ê, đồ đầu mọi người, đồ đầu mình thề đây là đồ đầu nhé. Mình thề là mình không 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 có búp lất gì đâu, mình không búp bẩn gì đâu ha. Thế thì chúng ta có 9 lần, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng có 10 lần farm của ngày hôm nay là 600 nhựa luôn ha. Thế lần thứ hai thì toàn toàn set này. Cái này thì mình không biết là cái gì, nhưng mà mình thấy cái này nó vậy không tốt lắm thì mình chắc mình dục ha. Cái này tự hồi năng lượng này mình không biết nó tốt hay không, nhưng mà tự hiệu quả nạp thường là một cái dòng chính khá là tốt cho mấy cái set mình có vẻ như cho support kiểu này ha. Có vẻ như là nếu mà mốt kiểu như mình nhớ set này là set của Rina, nên là mai mốt mình nghĩ là nếu mà có Rina thì chắc Rina cũng sẽ cần giống giống vậy. Có lần này ý có vẻ như là có tỷ lệ ra một thôi mọi người, không phải là 100% nó sẽ ra hai. Ok mọi người coi mình đánh cho mọi người xem thử nó cái tỷ lệ ha. Đó, xem cái tỷ lệ để tham khảo này. Ok, làm thêm lần nữa nào. Mình chưa đủ set set full cho Soldier 11. Ok, lần này cuối cùng cũng ra lại set hỏa rồi. Đây đây còn cái này là gì đây? Cái này hình như cũng 5 này, 5 thì có mình nhớ là tỷ lệ bạo. HP thì chắc chắn là dục thôi. Này bị ăn cái này, hơi buồn hơi buồn. À, vẫn một kìa. Tôi thế nhỉ. Tôi khủng. Đây cái tỷ lệ đó có bị rít không, nãy giờ mình thấy ra toàn cái này không vậy? Cái này có xuyên giáp thì có thể xem xét được, tại vì cái này xét xuyên giáp, nhưng mà nãy giờ cái tỷ lệ đó có bị gì không ta, mà sao nó cái này mình không biết nha, cái này mình sẽ không khóa nhưng cũng không giữ luôn. Nhưng mà nãy giờ toàn ra ép cho cá nóc không vậy, ra 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 đúng một xíu của 11 luôn, là sao đấy? À, nó bị gì thiệt á mọi người, nãy giờ ra electro cá nóc không vậy? What the hell? Why? Ủa là sao? Full electro cá nóc luôn mọi người, what the hell? Oh, cuối cùng cũng có set kia. Và nó là một đồ, nói chung là nó là đồ đi ha. Ok, lần cuối ngày phải để cho chúng ta hại cái electro cá nóc. Thiệt đấy chứ. Lâu lâu cũng buồn, lâu lâu cũng buồn ấy chứ mọi người. chịu. Okay, chắc là hôm nay chúng ta chỉ có đúng một độ hai đồ thôi, nên là chúng ta nâng thử đi ha. Cái slot 3 lần, cái slot 3 lần cái này tối này đó, là chúng ta bị thiếu một cái của set 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 này, nhưng mà hình như mình nhớ là có cái thay thế được. Okay, với lại chúng ta có một cái năm năm cost, nhưng mà nó HP cho nên là chịu. Ở 4 có thì chúng ta có cái vàng này, mặc dù cái này khá là mạnh nhưng mà chúng ta nên thử ha. Nè, chúng ta nên thử nè. Cái gì đây? À không, cái này 4 sao mà. Chúng ta nên lộ rồi.
cái 5 sao mình nâng không lên đi nâng cái 4 sao trời. Cái này đi. À, chúng ta nâng thử nha. Ta tấn công phần, nói chung là chúng ta nâng cái này chủ yếu chúng ta lấy dòng chính này mọi người. Chúng ta có tổng cộng là tới tận 24% tỷ lệ bạo kích ở trong cái này lận. Đó. Thì chúng ta sau khi chúng ta nâng thì chúng ta có thể nâng soldier lên khá khá tỷ lệ bạo, còn bà nội này thì nhiều quá rồi. rồi chúng ta thử cái ba code này coi chúng ta có gì ha. Hay à. Rồi, nâng lên giai đoạn kế nếu mà không có tỷ lệ bạo sát thương bạo thì chúng ta mới nói xong có tỷ lệ bạo luôn mọi người. Vô tỷ lệ bạo không? Không, vô HP. Tỷ lệ bạo. Đó, một lần tỷ lệ bạo này ngon, ok. Tỷ lệ bạo lần nữa không? Tỷ lệ bạo. Lại HP. Ờ, con Soldier 11 này hơi trâu mọi người. Để coi vô tấn công hay tỷ lệ bạo được mà. Vô. Có 3 lần HP. Ai siêu siêu HP luôn. Còn con Soldier 11 này hơi trâu. Hơi trâu thôi mọi người, không có trâu lắm đâu. Oh, ê. Wait a minute. Gì đây? Sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích luôn. Nó ngon hơn cái hồn quay chúng ta có nữa. Wow, ê được được ngon nè mọi người, ngon đi ngon khùng luôn. Khống chế dị thường này. Nhưng mà nó có tỷ lệ bạo, sát thương bạo. Có thể suy nghĩ được ha. Để đó. Double crit đó nhưng mà hơi lạ. Hai cái này. Này cũng khống chế dị thường tiếp. Ồ, oh, có đam bảo kích với là tấn công phần trăm. Ok, ổn. Con này ngon. Ta có cái này thử cường hóa lên 3 luôn cũng được. Tại vì cái này tấn công flash nó đang khá là quan trọng với đầu game. Ồ, oh, ê nó vô một lần. Cái thương bạo kìa. Còn lượng HP ha. Lên thử 12 coi nó có gì nè. Còn thêm lượng HP nữa bỏ qua. Ở 12 được rồi ha, 12 được rồi. Rồi chúng ta có 10 lần chỉnh âm này. Chúng ta cũng có thể làm luôn cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là lấy cái electro gõ kiến nha. Tại chúng ta đi farm cái kia rồi. Đi trap electro gõ kiến mình thấy hợp lý hơn để mà nó có cái set 2, set 2 của electro gõ kiến khá là mạnh. Đây. Ồ ba đồ electro gõ kiến này ngon. Này giữ được đây đó, một cái. Cái không này là 5 thì HP phần trăm không ngon lắm, nó cần sát thương nguyên tố hơn. Cái này có HP luôn hơi buồn. hơi tiếc. Rồi chúng ta nâng cái nón lên thôi. 5 sao này khá ngon. Ba là cái gì? Tinh thông dị thường. Không biết cái này cái gì ha. Hình như nó liên quan tới cái phản ứng ở trong game này. Thường là tinh thông dị thường là vậy. Tinh 7 này. Thường một lần tinh thông dị thường này. Một lần phong ngữ. Ô, một lần đảm bảo kích. Cũng đỡ. Ô. Hey, that's pretty good. Thêm lần đảm bảo kích nữa ngon ha. Ê, chị 11 gì đồ ngon rồi này. Cái chị 11 chỉ còn thiếu mỗi món món số 5 thôi. Nhưng mà món số 5 này búp đam hỏa cũng ngon rồi ha. Để thử nâng cái này lên 6 nhẹ coi. Tiên giáp tấn công phần trăm, ok lên 6 đi. Để đó đi. Vậy là tạm ổn cho chị 11 rồi. Hợp lý này. 5374 cũng được. Đỡ hơn, thật ra đỡ hơn Eden luôn ấy chứ. Ê, hôm nay đi bắt đầu đi farm bộ của Eden xíu ha. Tại vì con 11 mình thấy cũng khá là mạnh rồi á, cho nên farm Eden xíu đi. Bộ này tinh thông dị thường là dành cho mấy con là Piper này. Cho nên là mình sẽ để cái này để cho Piper xài ha. Cho nên là mình vẫn để dự gì. Có này là cái của Eren này, cái ba là phòng ngự. Phòng ngự thì dòng phụ double crit là được. Là 4 dòng luôn. Và rất tiếc không có crit luôn. Hai set kia luôn. Nhưng mà cái này là đồ một code mà có tinh thông dị thường cho nên chắc chắn giữ ha. Tại cái này set tinh thông dị thường. Bốn code thì mình nhớ nó lại là tỷ lệ bạo nha. Cho nên tỷ lệ bạo sát thương bạo nha. Cho nên rất tiếc cái này tuy có đam bảo kích dòng phụ nhưng không xài được.
Ý, cái này có tỷ lệ bảo kích nè, lên 4 xem thử ha. Ok. Ít ra hôm nay chúng ta có một xíu đồ. Cái đồ có thể xem thử được. Cái hai cost thì nó cũng một lần vô này thôi, hai lần còn lại vô phòng ngự. Cho nên là để xem thôi vô gì ha. HP này, nhưng mà nó vô hai lần tỷ lệ bạo thì nó sẽ tốt hơn cái cũ nè. Cái đầu tiên không đi vô phòng ngự. Ok, một lần vô tỷ lệ rồi đó. Hai lần không? Hai lần. Rồi đó, nó tốt hơn cái cũ rồi. Chúng ta lên cái cuối nè, nó mà vô lên một lần nữa là đỉnh xã hội luôn rồi. Ok, lần cuối nó vô phòng thủ ha. Thôi, nhưng mà cơ bản là nó tốt hơn cái hiện tại đang sử dụng. Tại đang sử dụng nó chỉ vô đúng một lần tỷ lệ bạo rồi, chứ không, nó vô hai lần phòng thủ lần. Cái này thì nó tốt hơn xíu nè. Ok, bỏ này được. Không. Sai xét. Sai xét hoài ta. Sai xét. Đúng xét này. Nhưng mà dòng phụ tệ quá. Chịu. Ok, mỗi cái này xét. Cái này không tốt này. Cái này là số 6. 6 thì mình nhớ nó là cái tấn công đúng rồi ha. Hàng 5 sao. Để coi cái này thêm cái tỷ lệ bảo kích là ngon này. Để đi đây. Phòng ngự. Để coi nó có thêm em bảo kích vô trong này không? Không, một lần phòng ngự. Vô HP với tinh thông dị thường thì cho lần đảm bảo kích đi nào. Ok, ra được lần. Ai khổ điên đấy nhờ, ít ra được lần. Ok, mà cơ bản là chúng ta farm tiếp một cái thôi là chúng ta sẽ được vậy nè, mọi người nhìn đi, chúng ta chỉ còn có 700 kinh nghiệm nữa là nói chung là một lần farm nữa là chúng ta là đã lên level rồi á. Nên là thôi chúng ta ngừng cái video ở đây đi. Cơ bản thì để mình tổng hợp nha. Ta sẽ tổng hợp lại những gì chúng ta farm được. À không, chúng ta còn trap nữa. Từ khoan, chúng ta mình quên cái trap. Trap chứ đi là tổng hợp. Ok, chúng ta được 10 cái. Này thì chắc là mình sẽ để metal đi. Thôi, thật ra là mình đang cần set blue, set gì ta? Charge lắc lư hơn. Chúng ta sẽ làm 10 cái charge lắc lư. Chúng ta cần cho support á, support mình đang chưa có đồ. Mấy con như là Tokaku với lại Lucy, hai con đó đang cần đồ. Ồ, nó cho ba cái vàng luôn này. Ngon. Cái này thì chúng ta nó có cái gì đây? À, cái set năm hình như là attack ép cái thứ như là elemental damage, cho nên chắc là defend được ha mọi người, defend được để cho mấy nhân vật đó cầm cho nó trâu hơn xíu, nó đỡ bị đó, rồi thêm cái này nữa. Thứ 6 thì chúng ta cần energy regen hơn nên là cơ bản chúng ta có thể đeo thẳng cho support mình, chúng ta xài đỡ cũng được ha. Đó, nhưng mà set này giống như là set tông thất ở trong game này đó. Ok, tổng hợp lại thì cơ bản là 11 của mình được 83.836 độ cũng khá là tốt ha. Cái này nó vô một lần này. Cái này thì nó vô rất mạnh này. Cái mũ chúng ta kiếm cái này giống như cái mũ chúng ta kiếm được ở trong video này, rất là mạnh này. Cái này thì chắc chắn là chưa có thay được. Tại cái này thì tạm mà đồ còn lại khá là ổn rồi ha. Nói chung là farm đó, như mình nói trong video trước thì farm stat chính là ổn rồi, không có cần mọi người phải farm quá là nhiều cái stat phụ. Con này của mình thì cũng được hình như cái nâng cấp là cái nào này nè, cái này nè, nó vô đúng một lần đa bảo kích thôi, nhưng tấn công phần trăm dòng chính là ngon rồi ha. Lại nói chung là con này mình farm hơi trễ nên là farm được có 2 ngày nhẹ thôi. Con 11 có nhiều thứ hơn. Và ngoài ra trap thì chúng ta cũng được full đồ cho những nhân vật chúng ta, nhưng mà cũng khá là tốt mà.